tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại về thêm một chiếc xe bán tải nữa ạ. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger XLT. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2016 và là form mới, form 2016 rồi quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu và xem chi tiết về chiếc xe Ford Ranger XLT 2016 này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở phân khúc bán tải thì nó có rất là nhiều các loại xe bán tải, gần như là hãng nào nó cũng có một mẫu xe bán tải. Và đặc biệt là ở Ford thì là đã có phân khúc Ford Ranger, tức là những cái dòng xe bán tải của Ford. Nó chia làm rất nhiều phiên bản, ví dụ như là Ford Ranger phiên bản LT này, XLS này, XLT này. Phiên bản XLT là phiên bản số sàn 2 cầu và là cái phiên bản đầy đủ đồ đấy ạ, đủ đồ nhất của phiên, nó còn nhiều đồ hơn cả cái phiên bản XLS số tự động quý vị bạn nhé. Ví dụ như là ở cái đời 2016 này, XLS thì là số tự động thì là cái trợ lực lái vẫn là trợ lực dầu thôi, còn XLT 2016 này đã được trang bị là trợ lực điện rồi, cho nên lái rất là nhẹ quý vị các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLT này nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về và nó còn rất là mới, rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn ạ. Nhìn về cái phần đầu này thì quý vị và các bạn cũng đã biết ngay nó là form mới ạ. Form mới 2016 quý vị bạn nhé. Ở Ford Ranger thì năm 2015 nó có hai phiên bản, đầu năm 2015. Đầu năm 2015 là cái form cũ, còn từ cuối năm 2015 người ta mua từ năm 2016 đấy ạ, là bắt đầu đã lên cái form mới này rồi. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về Việt Nam mình, là cái phiên bản nhập khẩu quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp ạ. Nhìn về phần đầu thì quý vị và các bạn thấy được là Ford cũng đã trang bị cho chiếc Ranger XLT này là cái bộ đèn pha bi xenon. Đấy, đã có đèn pha bi xenon rồi này. Đèn pha bi xenon và đèn gầm. Đây, thưa với quý vị và các bạn, không những nó còn rất là mới và chưa có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả mà chủ xe cũng đã có một cái bộ ốp bảo vệ cho cái đèn đây ạ. Đây là cái lắp thêm cái ốp, vừa thêm trang trí cho nó đẹp và vừa bảo vệ được cái đèn đây quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới này. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu và là gương chiếu hậu là gập điện quý vị các bạn nhé. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu và cái gương chiếu hậu này cũng được mạ chrome sáng bóng, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái phiên bản Ford Ranger 2.2 máy dầu quý vị các bạn ạ. 2.2 máy dầu, động cơ diesel đấy quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp, đẹp từ cả về cái phần gầm. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn xem cả về những cái phần gầm đấy nhé quý vị bạn ạ. Nhiều người cứ thắc mắc là tại sao tôi không quay cái phần gầm. Tại vì cái phần gầm quay nó rất là khó vì xe nó thấp, chỉ có những cái xe bán tải này nó còn cao, có thể nhìn được qua về những cái phần gầm, chứ còn những cái xe sedan thì chịu, không thể quay được phần gầm đâu quý vị bạn ạ. Đấy, tôi sẽ cố gắng quay để cho quý vị và các bạn này có thể xem được rõ nhất, chi tiết nhất và nhiều nhất đấy, để quý vị và các bạn ở xa có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe đấy. Những chiếc xe này được đăng ký ở, không phải ở những cái vùng biển thì là nó cái gầm nó đẹp như này quý vị bạn nhé. Chứ nếu như đăng ký ở những cái vùng biển thì là gầm rất là dỉ, còn là nếu như đăng ký ở những cái vùng núi thì lại gầm rất là xấu, vì hay đi đường đồi núi đèo thì là nó sẽ rất là xấu. Đây là cái phần gầm, đây là cái phần sassi đây quý vị và các bạn ạ. Nhìn qua những cái hốc lốp này thì quý vị và các bạn thấy được này, những cái phần gầm này cũng còn rất là đẹp, rất là mới đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, quý vị và các bạn có thể nhìn rõ không ạ? Tôi quay chi tiết đấy để quý vị và các bạn ở xa có thể tự đánh giá được cái chất lượng này, có thể chuyển tiền đặt cọc chúng tôi sẽ chuyển xe lên. Trong cái đợt dịch vừa rồi thì chúng tôi bán xe cũng bán rất nhiều cho khách hàng ở tỉnh, vì vừa rồi là Covid đang thực hiện chỉ thị 16, các khách của tôi đều không vào được Hà Nội để mua xe, và bằng cách là xem video xong rồi chuyển tiền đặt cọc, tôi sẽ cho xe cứu hộ chở xe lên, và khi xe lên đến nơi quý vị các bạn kiểm tra xe lại một lần nữa rồi chuyển tiền. Đấy, đây là chúng tôi đã giao dịch bằng cái cách chuyển khoản này, giao dịch qua điện thoại, giao dịch qua mạng đấy ạ. Đấy là chỉ việc xem xe và đặt cọc chuyển khoản, chúng tôi giao xe. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe vừa mới thay một cái dàn lốp còn rất là mới luôn, rất là dày đây quý vị các bạn nhé. Cả một dàn lốp này là chủ xe mới thay, rất là mới, rất là đẹp luôn, cho nên là
quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này bây giờ về thì chỉ việc đổ dầu vào mà chạy thôi. Yên tâm là khoảng 5 năm không phải làm bất cứ một cái việc gì cả. Đấy, khoảng 5 năm là quý vị các bạn chỉ việc chạy thôi. Đấy, cả một dàn lốp này rất là mới, rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn nhé. Những cái hốc này, hốc trong này, giảm sóc này, các thứ còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Những chiếc xe bán tải thì phần lớn là chạy rất là nhiều, sử dụng rất là nhiều, cho nên là chất lượng nó sẽ nhanh xuống cấp hơn so với những các xe ở cái phân khúc hạng C, hạng D sedan. Đấy. Hoặc là dòng SUV, chiếc xe bán tải thì phần lớn là người ta mua về để người ta sử dụng vào công việc chính, nhất là đi đèo hay là chở hàng hay là đi vào những công trường. Đấy là chất lượng nó rất là kém. Thưa với quý vị bạn, nhưng chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái nắp thùng thấp đây quý vị các bạn nhé. Nắp thùng thấp có thanh vai thể thao. Cái nắp thùng này mà có vai thể thao này là rất là đắt đấy quý vị bạn nhé. Đấy. Làm cho chiếc xe nó rất là đẹp ạ. Đẹp hơn rất là nhiều so với nguyên bản của chiếc xe. Quý vị các bạn bây giờ mà mua xe mới về là cũng phải thêm vào một cơ số đồ, ví dụ như lắp thêm nắp thùng này, dán kính trải sàn này cũng phải mất vài chục triệu. Chiếc xe này thì đã có sẵn rồi quý vị các bạn ạ, chủ xe đã lắp hết rồi. Về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp luôn ạ. Phải nhìn tinh vào thì mới thấy được cái những vết xước rất là nhỏ của xe. Đấy. Phải nhìn tinh vào thì mới thấy được cái những vết xước nhỏ nhẹ ở trên này, xe này đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên thì chúng ta mở cái cánh cửa bên lái này ra là chúng ta cũng kiểm tra qua về cái phần keo chỉ đã nào. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần keo chỉ của chiếc xe nhé. Keo chỉ của cánh cửa bên lái ạ. Táp bi cửa này rất là đẹp. Đấy. Từ những con ốc bản lề các thứ là còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Đấy. Ốc bản lề các thứ là còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Không những nó còn nguyên bản và còn rất mới như thế này đây quý vị các bạn ạ. Đấy, quý vị các bạn xem là biết được luôn là nó còn đẹp hay không, chất lượng nó làm sao. Đây là những cái ốc bản lề của cánh cửa này. Còn mới nguyên ạ. Nội thất nỉ này, nỉ nguyên bản của xe nhé. Những chiếc xe bán tải này đều là ghế nỉ hết quý vị các bạn ạ. Nhưng mà về là chủ xe là thường là những chủ xe là chạy một thời gian là cái nỉ này nó sẽ nát hoặc là nó sẽ hôi, cho nên phải bọc lại ra. Hoặc là có những người thích bọc luôn ngay từ đầu ạ. Chủ xe này thì để nguyên từ đầu, cho nên là cái ghế nỉ đây quý vị các bạn ạ, ghế nỉ nguyên bản ạ. Đấy. Cụm đèn auto, cụm đèn pha, gương chiếu hậu gập điện. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Chủ xe cũng đã trải sàn ra rồi đây quý vị và các bạn ạ. Trải sàn ra này. Trải sàn ra hết cả rồi đấy ạ. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Đây là keo chỉ đây quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên hết, chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi rất là đẹp này. Ốc bản lề đây. Phải nói là rất là đẹp đấy quý vị và các bạn ạ. Trần cũng rất là sạch sẽ này. Hàng ghế này. Hàng ghế này cũng rất là mới luôn. Những cái này là bẩn thôi quý vị bạn nhé. Chúng tôi mua về là chỉ có đánh bóng qua đi một chút bên ngoài, rửa sạch sẽ bên ngoài, đi là đem ra đây tôi quay thôi, cho nên là nó hơi bẩn một chút. Cái này là xe bán tải chúng tôi không dọn dẹp kỹ đâu ạ. Chúng tôi cũng chỉ gọi là dọn dẹp qua qua đi thôi. Tại vì là những cái khách hàng sử dụng xe bán tải này cũng không yêu cầu cao như những chiếc xe sang. Đấy, cho nên là tôi cũng dọn dẹp cũng ở cái mức vừa phải để tiết kiệm chi phí, để đưa giá thành của chiếc xe đến tay người tiêu dùng ở cái mức thấp nhất có thể để cho giá thành nó rẻ. Đấy, chứ bây giờ tôi dọn dẹp hay là đầu tư vào càng nhiều thì cái giá thành của chiếc xe nó càng cao lên. Đấy. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control, kiểm soát hành trình đầy đủ cả rồi. Đấy.
Đồng hồ không tới mét, chiếc xe này lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị và bạn ạ. Hơn 6 vạn km rồi đấy. Đấy, 6 vạn 6 km rồi quý vị và bạn nhé. Trang bị đầu CD, radio cảm biến lùi, chứ camera không có màn hình cho nên nó không có camera quý vị và các bạn ạ. Không có màn hình cho nên không có camera, chỉ có cảm biến lùi thôi ạ. Và điều đặc biệt là quý vị các bạn thấy đây ạ. Nếu như chạy nhiều hay là chạy ít thì quý vị bạn xem qua cả về cái phần trần này này. Cái phần trần này, phần nhựa này, nó còn mới tinh như thế này đây quý vị các bạn ạ. Rất là mới đấy ạ. Những cái phần nhựa này hoặc những cái phần trần này thì không thể đánh lên cho nó đẹp được nhá. Nếu như bên ngoài nó xước sát chúng ta có thể sơn lại cho nó đẹp được. Còn những cái phần nhựa, phần nỉ trần này thì không bao giờ làm sạch sẽ đẹp được như thế này đấy ạ. Đó. Nó phải đẹp thực sự thì nó mới được lên được như thế này đấy. Đấy, quý vị các bạn thấy tôi quay rất chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây nhá. Để quý vị và các bạn ở xa mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì đánh giá qua video thì chắc chắn quý vị các bạn cũng đã biết được cái phần nào chất lượng của chiếc xe rồi đúng không ạ? Rất là mới, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ tiếp tục mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ra xem về cái phần đuôi của chiếc xe, tức là cái phần cốp sau hoặc là cái phần thùng nữa. Tôi sẽ mở cái nắp thùng này ra cho quý vị và các bạn cùng xem đây nhé. Đây là cái nắp thùng thấp này. Tôi sẽ mở cái nắp thùng ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, nắp thùng mà chủ xe lắp thêm đấy. Nắp thùng này và cái nắp sau. Nắp sau này tôi sẽ mở ra để quý vị và các bạn có thể nhìn cái keo chỉ xem có bị đâm đụng hay là va chạm từ phía sau hay không. Thì chúng ta phải xem ở những cái phần này. Đấy. Ốc này xem nó còn nguyên bản hay không này. Keo chỉ còn nguyên bản hay không này. Đấy. Nếu như nó còn nguyên bản, đây là còn nguyên bản hết cả cái phần keo chỉ đấy quý vị bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên, ốc áp mà còn nguyên như thế này thì điều này là chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm từ phía sau. Đó. Rất là đẹp rồi. Tiếp theo là tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ này. Đấy, đây là cái táp bi này. Keo chỉ cũng còn nguyên hết luôn đấy ạ. Táp bi cũng rất là mới, rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Ốc bản lề cánh cửa đây ạ. Còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy. Một chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 6 vạn km thôi. Cho nên là nó còn mới, còn đẹp như vậy đấy ạ. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa trước bên phụ này ra để xem về cái phần keo chỉ đã nào. Keo chỉ nguyên bản luôn này. Táp bi cánh cửa này cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Ốc bản lề này còn nguyên hết đây quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc cũng còn nguyên bản hết đấy. Đấy, tất cả nó còn mới, còn đẹp như thế này đấy. Ford Ranger, tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn. Đấy, từ những cái phần này, trần này, quý vị các bạn thấy chưa? Cái trần nó rất là mới, rất là sạch, rất là đẹp ạ. Trái tim của chiếc xe Ford Ranger XLT 2016 này đặt dưới nắp capo là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên để cho quý vị và các bạn xem là cái động cơ này nó còn nguyên bản hay không, còn đẹp hay không, sau những năm tháng sử dụng thì nó còn chất lượng như thế nào. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn. Đấy, tôi sẽ mở cái nắp capo này lên. Đầu tiên mở cái nắp capo này lên thì tôi sẽ cho quý vị các bạn xem trước là cái phần ốc capo đã nào. Đấy, ốc capo nguyên bản này. Ốc tai này. Ốc tai cũng còn nguyên bản hết luôn đấy. Ốc tai nguyên bản này, keo chỉ capo còn nguyên hết này. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này, ốc capo còn nguyên hết này. Ốc tai bên này cũng còn nguyên này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía trước.
Và đặc biệt thì quý vị và các bạn nhìn ở cái nắp capo đây ạ. Nắp capo ở những chiếc xe này nó không có cái tấm chắn nóng, cho nên là nếu như mà đâm đụng hay va chạm gì có sự tác động của con người vào đây thì là chúng ta nhìn là chúng ta cũng có thể thấy được hết luôn quý vị bạn nhé. Đây, và cái phần động cơ đây ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi mới mua về cho nên là chúng tôi cũng để nguyên, nó nguyên bản nó đã sạch sẽ như này rồi cho nên là chúng tôi để nguyên, không có dọn dẹp gì thêm nữa. Đấy, vì nó rất là đẹp như này rồi và cơ bản là nó còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là động cơ nguyên bản, không bị tai nạn, không bị ngập nước gì cả, keo chỉ nguyên bản hết ạ. Rất là mới luôn ạ, không cần phải dọn dẹp gì mà nó đã sạch đẹp như thế này rồi đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLT 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 540 triệu đồng quý vị và các bạn nhé, cho một chiếc xe Ford Ranger XLT 2 cầu nhập khẩu này ạ. Hiện tại bây giờ thì trong hãng đã chuyển sang lắp ráp trong nước và hiện tại cũng đang không có xe giao, cho nên những chiếc xe cũ của Ford Ranger rất là giữ giá quý vị và các bạn ạ. Nhiều người lại bảo tại sao những chiếc xe cũ bây giờ giá nó vẫn cao thế, từ năm ngoái đến năm nay mà nó không giảm mấy, nó vẫn như vậy. Thưa với quý vị và các bạn, tại vì là hiện tại bây giờ trong hãng đang không có xe giao, và nếu có xe giao thì cũng là xe lắp ráp trong nước, không còn cái phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan như thế này nữa quý vị và các bạn nhé. Cho nên là giá thành của những chiếc xe Ford Ranger rất là giữ giá. Nếu những ai mà mua xe từ năm ngoái, năm kia, mua xe cũ thì có khi bây giờ bán thì không lỗ luôn đấy ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.